Bom tấn sắp chiếu của VTV, Thanh Sơn, Khả Ngân đóng vợ chồng, Doãn Quốc Đàm lên đôi với Lan Phương, Quang Sự quay về Bắc đóng phim. Thời gian gần đây, đài truyền hình Việt Nam liên tục cho ra mắt những bộ phim gia đình được đông đảo khán giả yêu mến. Thừa thắng xông lên, nhà đài Quốc dân tiếp tục trình làng tác phẩm mới. Được kỳ vọng là bom tấn truyền hình trong năm 2023 mang tên Nhà có ba nàng dâu. Tác phẩm này quy tụ dàn diễn viên từ gạo cội đến các mỹ nhân, nam thần màn ảnh hai miền Nam Bắc đều là những gương mặt đang sở hữu lượng người hâm mộ vô cùng đông đảo. Những hình ảnh hậu trường được các diễn viên cùng ekip bộ phim chia sẻ trên mạng xã hội khiến khán giả vô cùng thích thú. Quang Sự, Doãn Quốc Đàm và Thanh Sơn là ba anh em ruột trong một gia đình. Như vậy, sau khi đối đầu ở phim Hình sự đấu trí, giờ Doãn Quốc Đàm và Thanh Sơn đã về chung một nhà. Trong lần hợp tác này với người em thân thiết, Doãn Quốc Đàm bày tỏ sự thích thú, hai anh em lần này không ganh nhau như các dự án khác nữa. Làm anh em ruột, đóng cặp với ba chàng trai này lần lượt là Kiều Anh, Lan Phương và Khả Ngân. Phụ huynh của gia đình được đạo diễn chọn mặt gửi vàng giao cho hai nghệ sĩ nhân dân Bùi Bài Bình và Lan Hương. Nhà có ba nàng dâu là bộ phim được tạo nên bởi hai đạo diễn trẻ Nguyễn Đức Hiếu và Lê Đỗ Ngọc Linh. Họ cũng là cha đẻ của bộ phim Ăn khách 11 tháng 5 ngày. Đây là hai đạo diễn mang đến những thước phim có màu sắc tươi mới, trẻ trung qua những góc quay, cách khai thác đề tài. Bộ phim đánh dấu sự quay trở lại miền Bắc đóng phim truyền hình của Quang Sự. Nam diễn viên từng ghi dấu ấn với một gia tài vai diễn được khán giả miền Nam và miền Bắc yêu mến ở cả mảng điện ảnh lẫn truyền hình. Cách đây hơn một năm, nam diễn viên đóng vai thầy giáo Phong trong Yêu Hơn Cả Bầu Trời. Đến nay mới thấy anh tái xuất với dự án của nhà đài. Nhà có ba nàng dâu cũng đánh dấu màn tái hợp của Thanh Sơn và Quang Sự từ thầy trò thành anh em ruột. Cặp đôi nhận được sự chú ý của khán giả trong dự án này là Lan Phương và Doãn Quốc Đàm. Trong khi Đàm là diễn viên được mệnh danh là dị, luôn điên hết mình trong diễn xuất thì Lan Phương lại lên đồng mỗi khi nhập vai, đóng vai nào cũng khiến khán giả cùng cười cùng khóc với nhân vật. Doãn Quốc Đàm chia sẻ rằng trong bộ phim này anh sẽ đóng một ông bố tử tế, vai diễn khác biệt nhất so với những nhân vật anh đã từng hóa thân trước đây. Không còn làm tội phạm, chí phèo hay công an, chính vì thế anh lại phải tìm những nét diễn mới, điểm đặc biệt để chinh phục khán giả. Thanh Sơn và Khả Ngân tiếp tục đóng cặp trong dự án này, lần hợp tác thứ hai của họ với hai đạo diễn trẻ của VFC sau thành công của 11 tháng 5 ngày. Lần này hai mỹ nhân nam thần màn ảnh không còn là người yêu nữa mà đã nâng cấp lên vợ chồng luôn. Thanh Sơn chia sẻ trên trang cá nhân, trong suốt 10 năm đi làm phim, anh đã đóng cặp với nhiều diễn viên nữ tài năng và xinh đẹp nhưng chưa từng có cơ hội được tái hợp. Nhưng lần này, anh tiếp tục thành đôi với Khả Ngân. Nhất cử nhất động của Thanh Sơn và Khả Ngân thời gian vừa qua đang được đông đảo khán giả chú ý và đẩy thuyền cho họ đến với nhau. Kể từ khi 11 tháng 5 ngày kết thúc, họ liên tục tương tác tình cảm. Đặc biệt là khoảnh khắc được người hâm mộ cho là Khả Ngân đến nhà Thanh Sơn để ra mắt. Mặc dù tin đồn dần dần nhưng hai nhân vật chính không lên tiếng để xác nhận và cũng không phủ nhận khiến fan càng tò mò. Trong khi phim chưa có lịch phát sóng thì mới đây Thanh Sơn và Khả Ngân đã khiến fan tan chảy khi đóng cặp đôi lãng mạn trong MV Meet You at The Right Time mới ra mắt được quay tại Đà Lạt. Có thể nói Nhà có ba nàng dâu là bộ phim đáng mong chờ nhất của VTV sẽ công chiếu trong thời gian tới. Hứa hẹn trở thành bữa ăn tinh thần không thể thiếu của khán giả truyền hình.